Nước Mỹ đang đối mặt với mùa Giáng sinh lạnh giá nhất trong nhiều thập kỷ. Khoảng 60% dân số tại phần lớn bang của nước này đang phải đối mặt với tình trạng giá lạnh và băng tuyết với mức độ nghiêm trọng ở thời điểm các cơn bão mùa đông đi qua. Tính tới ngày 23 tháng 12, thời tiết giá lạnh cực độ trong những ngày qua đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 200 triệu người dân Mỹ. Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ buộc phải đưa ra cảnh báo tại hầu khắp các khu vực trên cả nước. Hơn 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở Mỹ đã mất điện sinh hoạt ngày 23 tháng 12, trong khi gió lớn, băng và tuyết đã làm gián đoạn các hoạt động bay thương mại trong thời điểm bận rộn nhất năm. Hơn 3.400 chuyến bay nội địa ra nước ngoài và vào nước Mỹ đã bị hủy trong ngày 23 tháng 12, gây ra tình trạng hỗn loạn tại nhiều sân bay. Thời tiết cực đoan đã làm gián đoạn hoạt động và kế hoạch nghỉ lễ của nhiều gia đình ở Mỹ ngay trước thời điểm lễ Giáng sinh. Tôi định bay từ New York về Atlanta để đón Noel cùng gia đình, nhưng chuyến bay bị hủy. Tôi đang cố gắng tìm kiếm bất kỳ chuyến bay nào có thể, thậm chí đang nghĩ đến việc ngồi xe buýt 21 tiếng đồng hồ. Thế nhưng tôi vẫn chưa tìm được phương án nào. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, hơn 112 triệu người ở nước này có kế hoạch di chuyển khoảng 80 km trong khoảng thời gian từ 23 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, con số này có thể sẽ giảm do điều kiện thời tiết cực đoan trên không và trên bộ vào cuối tuần này. Trước tình hình thời tiết giá lạnh, thống đốc của 13 bang tại Mỹ đã bắt đầu thực hiện các kế hoạch ứng phó khẩn cấp, trong đó bao gồm việc điều động lực lượng vệ binh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu trị giá gần 1.700 tỷ đô la Mỹ, bao gồm gói ngân sách kỷ lục cho quốc phòng. Sau khi nhận được sự chấp thuận của Quốc hội, dự luật dự kiến được Tổng thống Joe Biden ký ban hành chính thức để phục vụ các hoạt động của chính phủ trong khoảng thời gian còn lại của năm tài khóa. Dự luật phân bổ 772,5 tỷ đô la Mỹ cho các chương trình phi quốc phòng và 858 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách quốc phòng. Đây là khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục tăng từ 740 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Các hạng mục lớn trong dự luật chi tiêu gần 1.700 tỷ vừa được Quốc hội Mỹ thông qua, bao gồm hơn 27 tỷ đô la Mỹ dành cho nạn nhân thiên tai, gói chi tiêu tăng mạnh cho những người vật lộn với nghiện ma túy và các khoản khác dành cho những dự án cơ sở hạ tầng. Dự luật chi tiêu trên cũng nhằm dành thêm trợ cấp cho sinh viên khuyết tật, thêm ngân sách để bảo vệ quyền lợi công nhân, tăng số nhà ở vừa túi tiền cho các hộ gia đình, cựu binh và nạn nhân bạo lực gia đình. Trên thực tế, lần bỏ phiếu thông qua dự luật nói trên cũng đã khép lại Quốc hội Mỹ khóa 117. Quốc hội khóa này đã đem lại nhiều chiến thắng lớn cho ông Biden trong 2 năm qua, bao gồm gói kích cầu khổng lồ trong COVID-19, gói đầu tư vào cơ sở hạ tầng quy mô lớn đầu tiên trong nhiều năm, cũng như dự luật đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Không khí Giáng sinh đang đến với hàng tỷ người trên thế giới, vào thời điểm quan trọng nhất trong năm đối với các tín đồ Công giáo. Những bữa ăn ngon cùng với người thân và bạn bè là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo, ẩn trong những bữa ăn đầy ấm áp có thể là những tác nhân gây tổn hại lâu dài tới sức khỏe con người. Nhựa có ở khắp mọi nơi và nó có thể phân hủy thành những mảnh nhỏ gọi là hạt vi nhựa. Hạt vi nhựa được định nghĩa là những mảnh nhựa nhỏ có chiều dài dưới 5mm hoặc bằng kích thước của hạt vừng. Theo các nhà nghiên cứu, một bữa tối Giáng sinh ngon lành, ấm áp có thể chứa tới 230.000 hạt vi nhựa nếu không được đóng gói hay chế biến đúng cách. Kết quả nghiên cứu này có thể khiến không ít người phải nhìn lại căn bếp của mình. Các nhà nghiên cứu đã nấu hai món gà quay, món ăn quen thuộc trong lễ Giáng sinh tại Anh, giống hệt nhau, nhưng một món có tất cả các nguyên liệu được gói trong bao bì nhựa, món còn lại thì không. Và đây là kết quả. Chúng tôi nhận thấy số lượng hạt vi nhựa trong một bữa ăn được đóng gói như vậy có lẽ sẽ tăng gấp 5 lần so với bữa ăn không được đóng gói. Nếu bạn ăn một bữa ăn được gói bằng bao bì nhựa tương tự như vậy mỗi ngày, mỗi năm bạn sẽ tiêu thụ khoảng 10 gram nhựa, tương đương với 2 chiếc túi ni lông. Một việc mà nhiều người nội trợ hay làm như hâm nóng đồ ăn trong hộp nhựa trong lò vi sóng cũng được cho là làm tăng lượng vi nhựa đọng lại trên món ăn. Điều đáng lo ngại là lượng nhựa này sẽ tích tụ trong cơ thể con người theo thời gian. Thật đáng ngại là hiện nay hầu như không có món ăn nào không ẩn chứa hạt vi nhựa, vì chúng hiện diện ở khắp nơi, cả trong không khí và dưới đất. Do đó, theo các nhà nghiên cứu, để bảo vệ sức khỏe, người tiêu dùng nên hạn chế tối thiểu việc dùng bao bì nhựa đối với thực phẩm. Kể từ sau khi dỡ bỏ phần lớn các biện pháp phòng chống dịch, số lượng ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc đã tăng mạnh. Nhiều dự báo được đưa ra cho rằng nước này sẽ đón đỉnh dịch trong khoảng 1 đến 2 tuần tới.
Các bệnh viện và nguồn lực y tế đang được tăng tốc để chuẩn bị đương đầu cho đợt bùng phát lớn COVID-19. Kể từ khi các biện pháp kiểm soát COVID-19 được nới lỏng vào đầu tháng 12, nhiều thành phố ở Trung Quốc đã chứng kiến số lượng ca bệnh gia tăng, tình trạng thiếu thuốc và bộ dụng cụ xét nghiệm. Các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, phải mở thêm các khu vực khám sốt và chỉ chấp nhận cho nhập viện các ca bệnh nặng. Chúng tôi đã tạm thời sắp nhập một số khoa bệnh mãn tính, ban đầu là khoa tiêu hóa, nội tiết và thấp khớp để dành một số phòng chăm sóc bệnh nhân nặng tạm thời để tiếp nhận bệnh nhân từ phòng cấp cứu. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc cho biết các cơ sở sản xuất thuốc tại nước này đang hoạt động hết công suất. Các cơ sở hậu cần có nơi làm việc đến từ 12 đến 17 tiếng mỗi ngày để đảm bảo nguồn cung thuốc trong bối cảnh hiệu thuốc ở nhiều thành phố bị vét sạch. Chỉ còn ít ngày nữa, Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn đi lại bận rộn nhất trong năm, được biết đến là thời kỳ xuân vận. Giai đoạn này kéo dài từ mùng 7 tháng 1 đến 15 tháng 2, tức là khoảng 40 ngày. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, giới chức Trung Quốc cảnh báo sau đợt bùng phát hiện tại và mùa đông năm nay sẽ là 3 làn sóng lây nhiễm nối tiếp nhau trong khoảng 3 tháng tới. Nói tới Thổ Nhĩ Kỳ, hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay đến ẩm thực của đất nước này. Trong đó không thể không kể đến món bánh mì tam giác hay là các món nướng. Tuy nhiên, những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành một điểm đến hấp dẫn dành cho du khách bị hói đầu. Quốc gia này đã vươn lên để trở thành nơi đứng đầu thế giới về kỹ thuật cấy ghép tóc. Thực tế, ngành công nghiệp này đang trở thành cứu tinh cho lĩnh vực du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sau thời gian dài trầm lắng vì COVID-19. Hình ảnh những người đàn ông đi mua sắm với đầu bị băng bó, có vết bầm tím là cảnh tượng không hiếm gặp ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Họ có thể là du khách tới đây để thực hiện dịch vụ cấy ghép tóc. Cấy tóc là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp phương pháp thay thế với giá thành cạnh tranh hơn hẳn nhiều quốc gia châu Âu. Và đặc biệt năm nay, khi mà giá đồng lira, đồng nội tệ của Thổ Nhĩ Kỳ giảm tới 30%, thì làn sóng du khách tới cấy ghép tóc lại càng bùng nổ. Tại một phòng khám chuyên thực hiện dịch vụ cấy ghép tóc ở Istanbul, mỗi ngày các bác sĩ ở đây có ít nhất 10 khách hàng. Cấy tóc là công việc của sự tận tâm vì nhiều thủ thuật đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm rất cao. Chúng tôi phải chọc những lỗ nhỏ trên da đầu bằng kim rất nhỏ nên phải hết sức kiên nhẫn. Hugin, một khách hàng đến từ Đức, hiện đang được điều trị theo dõi cho biết anh đến Istanbul để thực hiện ca phẫu thuật cấy tóc trên trán khoảng 40 ngày trước. Ở châu Âu, chi phí cấy tóc rất đắt đỏ. Hầu hết các cơ quan và phòng khám đưa ra giá 10.000 euro. Nhưng ở đây, tôi đã trả toàn bộ khoảng 2.000 euro. Thống kê của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới cho thấy, trong mùa hè 2022, quốc gia này là một trong 4 điểm hút khách tại châu Âu. Trong đó, phần lớn du khách đến đây theo hình thức du lịch sức khỏe. Năm 2020, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với ngành du lịch. Nhưng sau 2 năm thời hậu COVID, lượng khách tới thành phố đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, với các chỉ số hầu như cao hơn so với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Quốc gia này đặt mục tiêu tạo ra 37 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ du lịch, thu hút khoảng 47 triệu lượt khách trong năm 2022.